Dạ, Tuấn xin chào bà con cô bác anh chị mình. Kính chúc bà con anh cô bác anh chị mình có một ngày làm việc thật là vui vẻ nha bà con. Buổi sáng hôm nay Tuấn lại đi thăm bạch chuột nha con. Đó, Tuấn đặt trên cánh đồng lâm này. Ngày hôm qua thì Tuấn đặt ở bên đây. Rồi hôm nay cái Tuấn dời cái luồng nó xuống này. Mình dời cái luồng từ từ vậy đó bà con. Ngày hôm nay Tuấn tiếp tục đặt mồi dưa leo nha bà con. Đây, ngày hôm qua mồi dưa leo chạy khá là nhiều bà con, cho nên hôm nay mình tiếp tục đặt nữa. Tại vì bây giờ là mùa nắng nóng mà khô mà, thì mấy anh em kia anh em nào cũng đặt lúa hết, thì năng lúa hoài nó ngán bà con. Hôm nay mình cho ăn dưa leo, đang nắng nóng mà gặp dưa leo thì nó mát, thứ gì chịu nổi. Mới sáng sớm mà nắng quá bà con ơi. Xin mời bà con cô bác mình đi thăm luôn nha bà con. Vô bà con ơi. Đấy. Nó bươi rơm vô núp rồi bà con ơi. Đó, con đầu tiên nha. Quá im rồi bà con, dạng sự khởi đầu nan. Đó, quá đã. Cùng tiếp tục thăm cái tiếp theo luôn bà con ơi. Vô bà con ơi, vô vô. Ủa? Ôi ơi, đâu vô đâu, sảy rồi bà con ơi. Ừ, nó sập xuống tụi nó vô ngay vậy, sảy rồi bà con ơi. Tiếc quá. Tiếp tục cái này luôn bà con ơi. Ở đâu rồi? À, vô vô vô. Vô bà con ơi. À, vô chục cơm nha bà con. Đó. Đây. Vô bà con ơi. Oh. Quá đã. Chục cơm bà con. Bà con thấy mê chưa? Tiếp tục luôn bà con ơi. Vô bà con ơi. Vô chỗ cống rồi, vô chỗ cống. Vô cống rồi bà con ơi. Đó, vô. Ui ui, vô cống bự cho bá luôn nè bà con. Đó. Ừ, quá đã. Nhìn nó mê. Tính khoái vô chỗ cống rồi bà con. Vô cống nó khè nhìn đã lắm. Quá đã. Mời vô bà con. Những mặt nữa kìa. Và đã. Cái tiếp theo cái bên luôn bà con ơi. Vô nữa bà con ơi. Vô 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 chút cơm này. Đó. Quá đã. Bên đây một cái luôn bà con. Vô 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 nữa bà con ơi, vô nữa bà con ơi. Núp đây. Xin mời bà con cùng tiếp tục luôn bà con ơi. Ừ, vô nữa bà con ơi. Vô chục cơm bà con. Núp vậy. Cái bên này có con cái nữa nè bà con. À, vô nữa bà con ơi. Cơm. Rồi. Và đã. Tiếp tục cái này luôn rồi bà con. Vô bà con ơi. Vô nữa. Đó. Ồ, vô chục. Chút xíu xíu à. Thả luôn bà con ơi. Nói chút xíu à.
cái bên này luôn bà con ơi. Vô rồi. Ý giá vô con chim bà con ơi. Ai à, vô con chim. Rồi, thả nữa bà con ơi. Nè bay đi. Ok. Tiếp tục cái nha, trong buổi lát luôn mà con. Vô bà con ơi. Đi chú cống bà con ơi. Quá đã rồi con. Cống tiếp tục cái tiếp theo luôn bà con ơi. Ừ đây vô bà con ơi, vô chục con. Quá đã, tiếp tục cái này bà con ơi. Vô vô bà con ơi, vô rồi à, chục con quá đã. Cái này vô nữa bà con ơi. Quá đã. Đó, quá im. Chục cơm bà con ơi. Cái tiếp theo luôn bà con ơi. Vô bà con ơi, vô vô. Quá đã. Đây nè bà con, đó. Bà con thấy mê chưa? Cái tiếp theo là bà con ơi, vô nữa bà con ơi. À, bươi rơm vô nấp nghe bà con. Quá đã. Cái bình luôn bà con ơi, vô bà con ơi. Rồi, quá đã. Đó, bươi rơm vô nấp nữa bà con. Đây cái nha bà con ơi, vô bà con ơi. Luôn chục cơm. Tiếp tục này luôn bà con ơi. Cái này qua tiếng đặt hai cái nè bà con. Đó, hai cái vô hết luôn bà con ơi. Đó, bà con thấy hai cái không? Đó. À, cái đường mòn đó nè. Đường mòn nó quay vào đây, thẳng vào đây nè. Cho nên tiếng đặt hai cái quay đầu ngược lại nè bà con. Đó. Chạy hướng nào cũng lụm hết nha bà con. Đó, chạy đâu cho khỏi. Quá đã bà con ơi. Hai cái hai con luôn. Đó. Quá im nha bà con. Tiếp tục bà con ơi. Vô bà con ơi. Đó. Đó, nó bươi đây nằm đó bà con thấy chưa, quá đã. Đây nè bà con, tiếng đặt chỗ này còn ba cái, đây hai cái nè, hai cái nào cũng vô hết nè bà con. Đây một cái, đây một cái. Đó, đó đây bà con, quá đã bà con ơi. Đó, đặt mồi dưa leo hiệu quả nha bà con. Đấy, đây con luôn. Đó, ba cái ba con mà con. Quá im. Tiếp tục cái bên luôn bà con ơi. Vô nữa bà con ơi. Đó, vô chục cơm nha bà con. Đó. Xin mời bà con mình tiếp tục luôn. Bà con ơi, cái này sảy rồi bà con ơi. Nó quý gặp tướng bay ra ngoài luôn nè. Qua tướng đặt đây nè bà con. Đó, qua tướng đặt đây nè, con bay ra đây luôn nè. Qua tướng đặt gì nè. Đó, vậy đó. Mà giờ nó bay ra ngoài đây luôn. Ui, ui, tiếc quá bà con ơi. Đây luôn bà con ơi. Ây da.
lại lạc gọng nữa rồi bà con ơi, nổi lạc gọng nữa rồi. Quá tiếng đặc gì mà vậy, là bên đây nó chạy qua dở quá. Ủa, tiếc quá bà con ơi, chiều nay tiếng đặt lại chỗ này luôn mà tiếng sẽ sửa cái chỗ này lại, ngày mai sẽ bắt cái con này cho bà con coi. Tiếc quá. Cái bên này mình mà ta ơi, rồi đây vô 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 có mà con ơi, đúng không? Ồ, quá đã nha bà con, phải vậy chứ xảy qua uổng lắm. Tiếp tục đây luôn bà con ơi. Ừ, vô 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 chút cơm bà con ơi, chỗ này chút cơm bự cho bả luôn bà con, chỗ này nè chuột bự bự không à. Chiều nay tính sẽ đặt từ đây dài xuống đó bà con, dài xuống 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 chỗ này chuột bự nhiều nè. Đây cái bên luôn bà con ơi, vô nữa bà con ơi. Ồ, chuột cơm nữa đó, chuột cơm bự bự không à bà con. Ồ, chuột cơm bự bự không à, chỗ này im nè, bãi cỏ này im nè. Tiếp tục theo cái này luôn bà con ơi, vô bà con ơi. Đó, qua đã, vô nha bà con, chuột cơm tiếp. Cùng tiếp tục cái này luôn bà con ơi, vô bà con ơi, vô vô vô. Ủa, chuột chuột đực nè con, nó vô cái nó bị kẹt lại nè con. Nó bị kẹt lại rồi. Cho nên con chạy vô lại đó. Xong. Đó, quá đã. Cái này nữa bà con ơi, vô nữa bà con ơi. Đó, chỗ này chục cơm bự bự không rồi con ơi, u ú không à, quá đã rồi. Chiều nay tính sẽ tiếp tục đặt cái bãi này nữa, dài xuống cái này luôn, tiếp tục cái này luôn bà con ơi, vô bà con ơi, vô vô. Đó, chục cơm đó, chục cơm u ú bự bự không bà con. Đó, bà con thấy ngang không, chục cơm bự bự không à. Dạ, kết quả buổi sáng mình hôm nay được bao nhiêu đây nha bà con? Đó, cũng rất là trúng nha bà con. Ngày tính đặt màu dưa leo nên là cũng trúng không có thua gì màu lúa nha bà con. Đó, quay im. Bà con nhìn thấy đã chưa? Đó, rồi cùng cho chuột vào gọng bà con ơi. Mấy chuột cống này mình để riêng nha bà con, để chung với chuột cơm, nó cắn chuột cơm chết uổng nên bỏ riêng.
già đào quá. Con này nhỏ quá thả luôn bà con ơi, quá nhỏ rồi. Con này nhỏ quá thả nữa nha bà con, nhỏ quá nhỏ à.
Vậy là buổi sáng mà được bao nhiêu đây nha bà con cô bác. Đó, quá nhiều. Tầm cỡ 4 kg nha bà con. À, con thấy mệt chưa? Thank you.